Ngoài hai cái cây ngọc bút mà rất đẹp cánh kép như này thì nhà đây ạ, cây bé này cũng là cánh kép ạ. Đây bông hoa của nó đây. Nó giống hệt như cái cây kia, cây hoa này nó tàn rồi ạ. Đây cánh kép ạ. Đây ạ, em còn một cái bông hoa này, đây của cái cây bé đấy ạ. Đấy, cánh kép nhá. Đẹp lắm ạ. Thì nhà em còn có cả hai cây đơn mặt trời nữa nhá. Cái cây này ạ, trông như này thôi nhưng mà trên 40 năm tuổi đấy ạ. Cái chiều cao của nó thì cao khoảng tầm, đếm đo chính xác không nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 14, được tầm 1,4 m ạ. Còn cái cây dưới thì thấp hơn, khoảng tầm 8, 90 phân. Đặc biệt là cây nào cây nấy đều có cái gốc rễ của nó quá đẹp luôn. Bộ rễ và cái thân của nó rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái bộ rễ của cây to ạ. Còn đây ạ, vặn hẳn luôn, xoắn hẳn luôn từ bé luôn đấy ạ. Đây là cái cây bé ạ. Thân của nó cành tán cũng rất là đẹp. Cái hàng này thì một năm mình như nó có đợt 3 đợt hoa. Hoa của nó đây và nó đậu đậu quả như này ạ. Đơn mặt trời các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua hai cây đơn mặt trời này thì vui lòng alo sớm ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ. Ngoài ra thì nhà mình còn có cọc ngọc bút quá tuyệt này nữa ạ. Ngọc bút cánh kép ạ.